Xin chào anh chị em và các bạn đã đến với kênh tìm kiếm đầu tư. Người thực sự tài giỏi đều là đang ép mình làm 5 việc. Dứt khoát ép mình một lần là bạn đã thành công rồi. Trước đây, tôi luôn cho rằng ra ngoài xã hội, thứ dựa vào chính là các mối quan hệ. Nếu có họ hàng thân thích hay bạn bè thân thiết, làm chức to to một chút thì mình cũng được ăn ké, có người giúp rồi. Còn sợ gì không thành công? Hiện tại, tôi càng lúc càng thấu ra được rằng, con người ta sống ở đời, không thể dựa vào ai đó mãi mãi. Phụ thuộc vào người khác là một suy nghĩ vô cùng không nên có, dựa vào chính mình mới là chân lý. Đặc biệt là trong thời đại mà công nghệ Internet ngày càng phổ biến như hiện nay, phương thức giao lưu của con người với con người cũng ngày một khác biệt. Rất nhiều người chẳng qua cũng chỉ là quan hệ like trên Facebook. Rất nhiều người vốn dĩ cũng chẳng quen biết, nhưng chẳng hiểu sao lại là bạn bè trên mạng xã hội. Phần lớn cũng chỉ là những người bạn chưa bao giờ gặp, bạn bè hàng nghìn người, nhưng thực sự nhắn tin quan tâm, hỏi han nhau liệu có đếm được trên đầu ngón tay. Vậy mới nói, đường của mình phải tự mình bước đi. Một người khi ngày càng trở nên tài giỏi hơn, thực ra là họ đang thuận theo thời đại, cùng tiến bộ với thời đại. Họ luôn buộc bản thân phải tiến bộ để thích nghi với sự đổi mới. Họ luôn ép mình, nghiêm túc tự giác kỷ luật, trở thành bản thân tốt đẹp nhất. 1. Ép mình đọc sách. Khi bạn không có gì, hãy nỗ lực đọc sách, học hành. Người xung quanh có thể quan tâm bạn, nhưng không thể dẫn dắt bạn đi làm điều gì đó chính xác. Có thể sẽ có người kéo bạn đi, nhưng sân khấu mà người khác cho bạn chưa chắc đã là điều bạn muốn, cũng chưa chắc đã thích hợp với bạn. Trong khi đó, bạn hoàn toàn có thể thông qua đọc sách tìm ra phương hướng cuộc đời cho mình, không để người khác sắp xếp mình nữa. Đọc sách là phương thức tích lũy tri thức, năng lực vô cùng hiệu quả. Bất kể bạn bao nhiêu tuổi, bằng cấp cao tới đâu, bạn vẫn có thể tiếp tục đọc sách. Đọc sách không có biên giới tuổi tác, cũng không có biên giới quốc gia. Vì vậy, dù ngày hôm nay bạn mới bắt đầu, thì cũng không có gì là quá muộn, đừng do dự hay chần chừ nữa. Bạn sở dĩ không thành công, luôn tức giận, phàn nàn, thực ra đều là bởi trí tuệ không đủ. Bạn không nhìn thấu được chân tướng xã hội, cũng không hiểu người khác. Bạn cảm thấy hoang mang, cảm thấy con đường mình đi nó mờ mịt. Chẳng hạn, bạn làm xong một phương án mà bạn cho là hoàn hảo, nhưng khi cầm lên cho lãnh đạo thì lại bị mắng cho một trận. Đó là bởi bạn hoàn toàn không cho ý đồ của lãnh đạo vào phương án, tự làm theo ý mình. Đọc sách, học hành thực ra là phương pháp thay đổi vận mệnh tốt nhất. Người thực sự tài giỏi cả đời đều không ngừng đọc sách. Mặc dù đọc sách rất khô khan, nhưng cứ kiên trì, bạn sẽ đọc được dư vị trong mỗi cuốn sách, tận hưởng thành quả của việc đọc sách. Nhưng câu chữ nhàm chán, khô khan rồi sẽ biến thành những cuộc đời thú vị và sống động. 2. Ép mình ra khỏi những mối quan hệ xã giao vô ích, học cách cô đơn. Lan, một người bạn của tôi, đi đến thành phố khác, cô ấy đăng trên trang cá nhân rằng bắt đầu từ một nơi xa lạ, dần dần làm nên. Bài đăng này được đăng từ tháng 2 năm ngoái. Hơn một năm rồi, cô ấy không đăng bài đăng nào khác, cũng chẳng like hay bình luận bài đăng của ai. Có một vài nhóm, tôi và cô ấy cùng ở trong đó, nhưng không còn thấy cô ấy trả lời. Ngay cả bản thân, cô ấy cũng rất ít liên lạc. Hơn một năm trời, Lan đã làm những gì? Sau khi tôi chủ động nhắn tin nói chuyện thì mới biết, cô ấy ở thành phố mở một nhà máy điện tử, với hơn 100 nhân viên, tất cả đều không phải người quen biết. Lan nói, làm việc với những nhân viên mình không quen biết, dễ quản lý hơn nhiều. Ngày trước, Lan cũng từng mở một xưởng nhỏ ở thị trấn, nhưng nhân viên hầu như toàn người thân, không thì là bạn bè của bạn bè, không thể dứt khoát nghiêm khắc với ai được, công việc vì thế mà trở nên rất bị động. Lan, cô bạn cô lập, nhưng đồng thời cũng đã trở thành một thương nhân. Một người con gái, lựa chọn rời xa quê hương, nhưng cũng chính nhờ vậy mà đạt được thành công lớn hơn. Tất nhiên, cách làm của cô ấy chưa chắc đã phù hợp với tất cả mọi người. Dẫu sao thì, con đường đi của mỗi người là không giống nhau. Nhưng, là một người cô đơn, lại có thể thích hợp với phần lớn mọi người. Đôi khi, lựa chọn rời xa một vài nhóm xã giao không đâu. Rời xa sự ràng buộc về tình cảm, một mình tự lập bước đi trên con đường, tập trung toàn bộ sức lực và thời gian làm tốt việc của mình, cũng là một lựa chọn đáng để cân nhắc. 3. Bắt mình từ bỏ cái gọi là ổn định, dám thử thách, làm khó bản thân.
Rất nhiều ba mẹ luôn khích lệ con cái học hành, tốt nghiệp xong thì kiếm công việc ổn định nào đó, rồi lập gia đình, sinh con cái, sống một cuộc sống ổn định. Đối với nhiều người, đó chính là một cuộc sống lý tưởng. Nhưng có một điều có thể nói đó là, nếu bạn đã lựa chọn con đường ấy, vậy thì cũng đừng đi ngưỡng mộ những người giàu có hơn mình, thành công hơn mình, tự tại hơn mình, tận hưởng cuộc sống sung túc hơn mình. Người thực sự tài giỏi, họ không bao giờ lựa chọn an phận, lựa chọn ổn định. Họ luôn nỗ lực không ngừng làm mới bản thân, nâng cao năng lực của mình. Có câu bất phá bất lập, bạn không dám vượt qua giới hạn của bản thân, bạn sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể bay cao bay xa. Cuộc sống ổn định, quá thành thơi, giống như bức tường cao vậy, nó nhốt con người ta vào bên trong. Phương pháp để trèo ra khỏi bức tường đó là tự làm khó bản thân, thay đổi tư duy, dám thử thách. Những người ép mình vượt ra khỏi lối mòn mới sống cao hơn người khác một bậc, ngắm được những phong cảnh đẹp và hùng vĩ hơn người khác. 4. Ép mình từ bỏ những chuyện vặt vãnh, nhẹ nhàng lâm trận. Đồng nghiệp Toàn đã ly hôn, trong 2 năm thời gian, cậu ấy sống trong đau buồn, không có một ngày hạnh phúc. Cậu ấy rất ít khi lộ ra khuôn mặt cười, có cười thì cũng là cười khổ. Có một giai đoạn thời gian, vì không tập trung được cho công việc, nên thường xuyên mắc lỗi, cấp trên tìm cậu ấy nói chuyện, suýt nữa thì đuổi việc Toàn. Toàn mới 37 tuổi, cuộc đời không phải là đã kết thúc. Nhưng hôn nhân thất bại lại ép cậu ấy vào góc chết, bản thân không muốn thoát ra. Bất kể mọi người xung quanh có khuyên ra sao cũng vô ích. Thực ra, một người khi gặp phải thất bại, vừa hay đó cũng chính là lúc phá kén hóa bướm. Đáy vực cuộc đời, vừa hay là lúc kiểm tra bản thân, chỉ cần bạn kiên cường đứng vững, vượt qua là bạn thắng rồi. Đồng nghiệp của tôi, Toàn không vượt qua được, tâm của cậu ấy vẫn chìm đắm mãi trong thế giới tình cảm thế bại. Thậm chí còn thường xuyên gọi điện cho vợ cũ, rồi phải nghe đối phương mắng. Người thực sự tài giỏi là người ép mình buông bỏ quá khứ, học cách lên đường với hành trang nhẹ nhàng. Không áp lực, trong lòng không có gánh nặng, mới có thể cưỡi sóng đạp gió, đi được càng nhanh càng xa hơn. 5. Ép mình thay đổi phương thức nói chuyện, nói ít làm nhiều, và đôi khi im lặng là vàng. Có câu im lặng là vàng, nhưng lại có rất nhiều người thích luyên thuyên, đặc biệt là khi đưa ra ý kiến, muốn được người khác tán đồng với ý kiến của mình. Có những người nói chuyện vô duyên nhưng lại nghĩ là mình đang giúp đỡ người khác. Có những người lại thích công kích, khiến người khác xấu hổ, dùng lời nói làm tổn thương người khác, rồi xem đây là chuyện hay ho. Có những người thích phàn nàn, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt cả thế giới đang nợ tôi. Người thực sự tài giỏi là người biết lúc nào nên mở mồm, lúc nào thì nên ngậm miệng. Thay vì nói nhiều, chi bằng hãy làm nhiều. Hành động quan trọng hơn lời nói. Chẳng hạn, yêu một người, đừng dùng những lời nói mỹ lệ, hãy dùng hành động chứng minh tình yêu cả bạn. Khởi nghiệp cũng vậy, đừng chỉ vó mồm, giỏi vẽ ra viễn cảnh, hãy tích cực hành động, hiện thực hóa những điều bạn muốn làm. Người thực sự tài giỏi không nhất thiết phải là một người quá nhiều tiền, cũng chẳng cần cao sang, lộng lẫy, mà là một người có một tâm trí chín chắn, tâm thái tuyệt vời, sống có mục tiêu, có suy nghĩ và đích đến của bản thân. Tư tưởng và đời người đều là tự do. Học cách ép mình, bạn sẽ ngày càng trở nên lợi hại. Ở dưới đáy vực, ép mình một phen, bạn sẽ lên được dốc. Ở đỉnh cao, ép mình một phen, bạn sẽ bước sang được một đỉnh cao khác. Khóa chặt một mục tiêu, đặt ra thời gian, ép mình một phen, bạn sẽ phát hiện ra tiềm lực của mình là vô hạn. Người trưởng thành, hãy học cách tự che ô cho mình. Chỉ bằng cách này bạn mới không sợ hãi và luôn tiến về phía trước trong cuộc đời đầy mưa gió. Trong cuộc sống, nếu bạn nhút nhát sẽ không có ai dũng cảm thay bạn. Nếu bạn yếu đuối sẽ không có ai mạnh mẽ thay bạn. Cuộc sống giống như một nghịch cảnh và thường đầy rẫy những thăng trầm. Người khác có thể giúp bạn một lúc, nhưng không phải lúc nào họ cũng ở bên cạnh bạn. Thực tế, ai cũng có con đường riêng của bản thân. Do đó, không ai có thể đồng hành cùng bạn mãi mãi. Vì vậy, trong cuộc đời nhiều mưa gió, bạn phải tự cầm ô cho riêng mình, dựa vào chính mình. Cuộc đời luôn có những thăng trầm, nhờ vả, giúp đỡ là một kiểu phụ thuộc. Bạn có thể phụ thuộc một lúc nhưng không thể dựa dẫm cả đời. Bởi vì, dựa vào núi thì núi lở, dựa vào người thì người chạy. Thứ đáng tin cậy nhất chỉ có thể là chính bản thân mình. Chuyện kể rằng có một ông cư sĩ,
khi ra khỏi nhà một đoạn đường thì bất chợt trời đổ mưa lớn. Không có dù, cũng không có áo mưa nên ông chạy vào trú mưa dưới mái hiên. Đứng trong mái hiên, ông nhìn thấy một vị thiền sư cầm cây dù đi trong mưa. Ông gọi lớn: "Thiền sư, xin ngài rộng độ cho con theo ngài một quãng đường." Thiền sư trả lời: "Ông đang đứng trong mái hiên đâu có bị mưa ướt mà bảo tôi độ cho ông." Nghe nói như thế, ông cư sĩ chạy ra mưa nói với thiền sư: "Bây giờ con chạy ra mưa rồi, mưa ướt áo con hết rồi, thiền sư độ cho con đi." Lúc này thiền sư nói: "Ông đứng trong mưa, tôi cũng đứng trong mưa. Sở dĩ ông bị mưa ướt áo vì ông không có ô. Còn tôi đứng trong mưa mà mưa không làm ướt áo tôi vì tôi có chiếc ô. Không phải tôi độ ông, mà chính chiếc ô này độ tôi. Ông không muốn ướt áo thì đi tìm chiếc ô để ô độ cho ông." Trong cuộc sống giữa đời thường này, ai cũng khổ như nhau. Đau khổ hay hạnh phúc là do bản thân mình quyết định. Do đó, học cách tự cầm ô chống chọi với vận mệnh, không nhờ vả trong mọi việc mà tự tin nhất là trở thành người tài giỏi. Có câu nói: cuộc đời giống như một vở kịch, mở màn là mở đầu, hạ màn là kết thúc, diễn được hay không là tùy ở bạn. Dù có bao nhiêu người xuất hiện trong cuộc đời, họ đều là những tác nhân phụ, chỉ có bạn là nhân vật chính. Những người dựa dẫm vào người khác dễ đánh mất năng lực của mình, những người dựa vào bản thân mới có thể đạt được điều gì đó. Như Hugo đã nói: "Tôi thà dựa vào sức mình để mở mang tương lai, hơn là tìm kiếm sự sủng ái của kẻ quyền thế." Suy cho cùng, tất cả mọi thứ của người khác đều không phải của bạn. Chỉ có dựa vào nỗ lực của bản thân, bạn mới có thể khiến bản thân thanh thản. Cuộc sống của một người sẽ không thuận buồm xuôi gió mãi mãi. Bạn phải học cách lập kế hoạch cho bản thân, hoàn thiện chính mình. Sống tự lập và mạnh mẽ đến mức không cần thỏa hiệp để không phải hoảng sợ khi thử thách ập đến. Bởi vì chỉ cần có đồ ăn trong tay, trong lòng mới có thể không hoảng sợ. Tất cả những năm tháng êm đềm và tốt đẹp đến từ việc bí mật chuẩn bị cho một ngày mưa. Đừng đợi cơn bão đi qua rồi mới nghĩ đến việc xây tường. Đừng đợi nước biển chảy ngang mới nghĩ đến việc xây đê. Thời gian sẽ không phải lúc nào cũng lặng lẽ. Cuộc sống sẽ luôn thăng trầm trong mưa gió. Hãy cố gắng tự vững vàng. Hãy là mái hiên của chính mình, là chiếc ô cho chính mình và tự tin sống. Cuộc sống có được từ đấu tranh của bản thân là tươi đẹp nhất, và mọi thứ mà bạn có là điều an toàn nhất. Học cách đi bộ một mình và trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân. Nếu bạn muốn sống thoải mái, bạn phải học cách buông bỏ. Và nếu bạn muốn sống một cuộc sống hạnh phúc, bạn phải tự mình đấu tranh. Không có điều kiện sống nào tốt hơn việc củng cố bản thân, trở thành người bảo kê cho chính mình và sống không lệ thuộc vào người khác. Làm chỗ dựa cho mình, mưa gió sẽ tự mình cầm một chiếc ô, sẽ không phải chịu thiệt thòi vì sợ ai đó ra đi và sẽ không buồn vì ai đó bị bỏ rơi. Mỗi người đều có một cơ hội để sống và chúng ta không thể dung thứ cho sự phung phí của mình. Hãy tự mình đi theo con đường của riêng bản thân và làm việc chăm chỉ. Đó chính là con đường của bậc đế vương. Con đường phía trước còn rất dài, không đau đớn, không thành công. Chỉ cần bạn sống thật với trái tim mình và có sự đề phòng thì chúng ta mới có thể suôn sẻ hơn. Trong cuộc sống này, con người sẽ luôn gặp phải những khó khăn gian khổ. Vì vậy phải đề phòng và dám đối mặt với chúng. Hãy đi con đường của riêng bạn, không ai thay thế bạn trải nghiệm tất cả. Sự dũng cảm của người trưởng thành không phải là sự oán than với cuộc sống, mà là dù cuộc sống có khó khăn tới đâu, vẫn luôn cố gắng sống cho ra một cuộc đời nở hoa rực rỡ. Khi cơn bão qua đi, bạn sẽ thấy một phiên bản tốt hơn của chính mình. Không làm chủ được mưa gió thì có thể làm chủ được vận mệnh của mình. Cuộc sống trong mưa gió, hãy tự mình cầm một chiếc ô. Xin cảm ơn anh chị em và các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Tìm Kiếm Đầu Tư. Để có thêm góc nhìn về phát triển bản thân, phát triển kinh doanh, phát triển đầu tư, anh chị em và các bạn hãy xem lại những video của kênh Tìm Kiếm Đầu Tư đã chia sẻ trước đây. Nếu video này có ích với anh chị em và các bạn, xin hãy comment bên dưới và chia sẻ video này cho nhiều người được biết với nhé. Xin đừng quên like và đăng ký kênh để được cập nhật những video mới nhanh nhất về đầu tư, về tài chính và phát triển bản thân. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em và các bạn.